Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong 3 năm Chúa Giêsu thi hành sứ vụ loan báo tin mừng nước trời, Ngài gặp rất là nhiều khó khăn thử thách. Cụ thể như trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe, thì có một luật sĩ đến hỏi Chúa Giêsu là tôi phải làm gì để được sự sống đời đời. Thay vì trả lời thì Đức Giêsu hỏi lại ông là trong luật đã viết cái gì. Thì ông ta trả lời: ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình. Chúa Giêsu liền bảo ông trả lời đúng lắm, bởi vì ông đã tóm vào 2 điều mà chúng ta cũng đã tóm trong Kinh 10 điều răn là mến Chúa và yêu người. Chúa Giêsu khen trả lời đúng lắm. Thế nhưng mà ông ấy lại muốn tỏ ra là mình có lý, nên mới hỏi Đức Giêsu là: nhưng ai là người thân cận của tôi? Đức Giêsu mới trả lời bằng một dụ ngôn về người Samaria nhân lành, đã giàu lòng thương xót cứu giúp một người đi đường bị cướp đánh nửa sống nửa chết. Trong khi các thầy tư tế, các thầy Lê Vi nhìn thấy rồi bỏ đi, và Chúa Giêsu nói với cái ông luật sĩ: ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy. Điều mà làm chúng ta ngạc nhiên và đáng quan tâm đó là Chúa Giêsu đã đề cao người Samaria là người ngoại, không phải người theo đạo Do Thái thờ kính Thiên Chúa. Đề cao người ngoại như một tấm gương cho con nhà có đạo. Chúng ta cũng nghe đọc trong bài trích sách Isaiah, Thiên Chúa cũng đã từng dạy cách ăn chay mà ta ưa thích là chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi cư trú, thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục. Đó cũng là những điều mà Đức Giêsu sẽ phán xét trong ngày sau hết. Chính Thánh Martino đã sống đạo theo lời của Chúa dạy. Ngài đã dành tình yêu đặc biệt cho những người sống trong những hoàn cảnh đau khổ cả về tinh thần lẫn thể xác. Thiết tưởng chúng ta cũng nên ôn lại đôi nét về tiểu sử của vị thánh mà chúng ta mừng lễ hôm nay. Thánh Martino de Porres sinh năm 1579, tức là vào thế kỷ thứ 16, ở thành phố Lima, nước Peru, Nam Mỹ. Cha của cậu là một người gốc Tây Ban Nha, da trắng, đã sống không hôn thú với mẹ của cậu là người Peru da màu, và sinh ra Martino là một đứa con da màu, cho nên người bố đã không nhìn nhận, khiến cho cả hai mẹ con nhiều năm phải sống với nhau trong cái cảnh nghèo khó.
Khi Martino được 8 tuổi thì cha cậu hồi tâm và trở về chăm sóc hai mẹ con, và ông đã gửi con trọ học ở nhà người chú. Sau 2 năm thì ông cho cậu về ở với mẹ ở Lima, và ông dặn dò Martino rằng con hãy cố gắng học giỏi và cố gắng trở nên người công giáo tốt. Martino đã nỗ lực học nghề hớt tóc và học chữa bệnh trong vòng 2 năm. Sau đó thì ngày nào cũng như ngày nấy, đi tham dự thánh lễ xong thì xách đồ nghề đi rảo khắp nơi, đặc biệt đến với những người đau yếu bệnh tật để mà cứu đỡ họ, giúp đỡ họ. Năm 15 tuổi thì Martino xin mẹ vào dòng Đa Minh, dòng anh em thuyết giáo, mà chỉ để làm người giúp việc ở trong nhà dòng thôi. Thì khi người mẹ hỏi tại sao mà chỉ muốn vào đấy để giúp việc thôi, thì cậu trả lời là không muốn trở nên người quan trọng, mà chỉ muốn chu toàn những việc tầm thường vì yêu mến Chúa. Tuy nhiên sau 7 năm tu luyện thì Martino đã được khấn trọng thể trong bậc trợ sĩ ở tại tu viện Mân Côi ở Lima. Với cái địa vị khiêm tốn ở trong dòng Đa Minh, Martino đã phục vụ Chúa hết mình nơi những người anh em, những người anh em sống trong nhà dòng cũng như những người anh em sống ngoài nhà dòng, chung quanh nhà dòng, nhất là những người nghèo khổ, đau yếu, bệnh tật. Và Ngài đã cảm nghiệm sâu xa lời của Chúa là ta đói, các ngươi đã cho ăn, ta khát, các ngươi đã cho uống, ta rách rưới, các ngươi đã cho mặc. Sau những năm tháng làm việc tuận tụy vì mến Chúa yêu người, thánh nhân đã an nghỉ trong Chúa ở tuổi 60, và sau đó đã được phong chân phước và tuyên phong hiển thánh. Như thế là thánh Martino đã sống theo lời khuyên mà thánh Phaolô đã dạy chúng ta trong bài đọc thứ hai: tất cả anh em đều là con cái của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Không còn chuyện phân biệt nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà, nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Kitô. Nếu chúng ta là một trong Đức Kitô, đều là con cái của Thiên Chúa trong người con là Chúa Giêsu đó, thì không thể không sống đức ái mà chính thánh Phaolô rất quan tâm. Kết thúc bài ca đức ái, Ngài đã ghi nhận rằng hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến. Còn sống ở trần thế này, chúng ta chưa nhìn thấy Chúa mặt đối mặt, cho nên còn phải tin. Chúng ta còn gặp nhiều khó khăn thử thách, cho nên cần phải cậy dựa vào Chúa. Và chúng ta đã được Chúa dạy như một lời di chúc là hãy yêu thương nhau. Và cái tình yêu đó nó tồn tại mãi mãi ở trên thiên quốc. Cho nên hiện nay lúc còn sống thì tin, cậy, mến đều quan trọng, nhưng đức mến quan trọng hơn. Đến nỗi thánh Phaolô bảo giả như tôi có lòng tin đến chuyển núi rời nan, rời non mà không có đức mến thì cũng bằng không.
Chúng ta biết là mới đây Hội đồng Giám mục Việt Nam đã gửi một thư chung ký ngày 7 tháng 10 2022, đã đề ra chương trình mục vụ cho Giáo hội Việt Nam trong 3 năm sắp tới, triển khai 3 cái chủ đề: hiệp thông, tham gia và sứ vụ. Hiệp thông với Thiên Chúa, với nhau, rồi cùng nhau tham gia công việc của Hội Thánh, sứ vụ của Hội Thánh. Chắc chắn năm tới chúng ta sẽ được học hỏi nhiều về cái chủ đề của năm 2003 về hiệp thông này. Nhưng hiệp thông, tham gia đều hướng về sứ vụ. Sứ vụ là cái việc mà Chúa sai chúng ta, sai giáo hội phải thực hiện. Và sứ vụ hàng đầu đó là loan báo tin mừng. Chúng ta biết rằng ngày lễ Thánh Giuse vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã ban hành một cái tông hiến có tựa đề là hãy đi loan báo tin mừng, để xác định và để nhấn mạnh cái sứ vụ hàng đầu là loan báo tin mừng. Trong đó thì xác định cái quy chế để cho tòa thánh, đấy, cho giáo triều ở Roma. Thì giáo triều là theo cái tông hiến mới này có 16 bộ. Trước đây cái bộ đứng đầu là bộ giáo lý đức tin. Và hiện nay trong tông hiến mới thì bộ đứng hàng đầu là bộ loan báo tin mừng. Trước đây mỗi bộ có một đức hồng y tổng trưởng. Nhưng với tông hiến này thì tổng trưởng của bộ loan báo tin mừng là chính Đức Giáo Hoàng. Đức Giáo Hoàng làm tổng trưởng. Có 2 hồng y làm quyền tổng trưởng để lo 2 phận vụ. Một là lo việc truyền giáo nói chung ở trên thế giới, và 2 là lo việc truyền giáo ở những nơi mới bắt đầu và những nơi thuộc các sứ truyền giáo như là Việt Nam chẳng hạn. Để chúng ta ý thức rằng sứ vụ loan báo tin mừng quan trọng như thế. Và Thánh Martino là người đã loan báo tin mừng một cách hữu hiệu bằng sống bác ái, bằng yêu thương những người nghèo khổ cả về tinh thần lẫn thể lý. Ở đây chúng ta tiếp tục dâng thánh lễ cầu xin Thánh Martino bầu cử cùng Thiên Chúa ban cho chúng ta những ơn chúng ta cầu xin. Nhưng mà chắc chắn chúng ta không thể quên xin ơn biết thực hiện những điều mà Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đề ra, đặc biệt là sống bác ái là điều chắc chắn mà Chúa muốn. Mà hôm nay chúng ta có dịp nhắc đến một gương sống động cụ thể, đó là Thánh Martino.